là cái công ty trách nhiệm Đại Thành ở Nghệ An. Cái công ty này có 6.000 mét vuông làm cái bãi đậu xe mà ta khai thác này là 15 năm. Cái công ty này họ khai thác cái bãi đậu xe 15 năm. Thì ở trong cái phần đất cái bãi xe đó có cái mộ của ông Phan Hữu Tùng, chết cách đây 700 năm. Thì hôm đó ông mới nhập vô cái người bảo vệ, rất là bảo vệ coi cái bãi xe đó. Ông nói rằng nhà ông ở dưới đó mà xe cộ rồi chạy qua chạy lại này, ông thấy ông buồn. Ông nói nhà ông còn gì đó. Thế thì ở Nghệ An cũng có một nhà ngoại cảm. Thì công ty này họ nhờ cái nhà ngoại cảm đó đến xem thử là hài cốt còn hay không. Thì nhà ngoại cảm này họ trả lời với công ty rằng xương không còn, hòm rương không còn, nhưng mà cái phần tâm linh của ông còn. Quý vị thấy cái điều đó lạ không? Như vậy là hài cốt còn thì ta giữ cái hài cốt. Ở đây cái hài cốt không còn vì 700 năm làm gì còn. Gỗ nào chôn như đó 700 năm mà không mục. Họ sợ quá. Bởi họ làm ăn mà, nghe nói tâm linh họ cũng sợ lắm. Họ mới làm một cái bàn thờ linh ở trên văn phòng giám đốc, làm cái bài vị là Phan Hữu Tùng. Sáng thắp nhang, chiều thắp nhang, 30 mùng 1 thì cúng nhang đèn đỏ rực hết suốt mấy năm. Thì năm 2010 thì tôi đi Hoằng Pháp ở ngoài đó, thì công ty thì họ mới mời tôi đến, họ tâm sự, họ nói sau đó công ty họ mới dùng một cái hòn đá vuông 8 tấc, họ để ngay cái chỗ cái mộ của ông đó, rồi họ mướn xe lu, họ lu cho nó làm cái dấu, đặng là mấy tài xế nó không dám lái xe nó đi ngang cái chỗ đó. Thì công ty đó họ mới trình bày cái việc đó, tôi mới nói thôi để tôi lên trên bàn thờ ông tôi thắp hương cái đã, rồi trở xuống anh kêu cái anh bảo vệ đó vô. Anh bảo vệ đó vô ngồi đó, tôi lên lầu lên văn phòng giám đốc tôi thắp hương. Thì tôi vái ông xong rồi tôi xuống đó thì ông nhập vô cái ông bảo bảo vệ. Nhập vô liền. Cái câu đầu tiên tôi hỏi rằng ông cụ ở tại cái phần đất này mấy trăm năm làm cái việc gì? Ông trả lời ông nói nhà tôi ở tôi giữ chứ tôi làm gì? Như vậy là mình biết rồi. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói trong cái quyển khai thị số 2 đó, thì Hòa Thượng nói là người Phật giáo chúng ta đó, ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc qua đời, một là đem đi cho sớm, đừng có để lâu nó ô nhiễm môi trường. Thứ hai là thiêu, đừng có chôn làm mồ làm lăng cho lớn, họ ở họ giữ họ không có đi. Là tôi đọc cái quyển khai thị số 2 của Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói đó. Tức là thân nhân của mình chết rồi mình làm lăng làm mộ cho lớn cho đẹp, họ ở họ giữ không đi họ chấp. Tức là ông Phan Hữu Tùng này ở cái phần đất trong 6.000 mét vuông cái bãi đậu xe đó mà hòm rương không còn, xương không còn mà ông còn giữ cái nhà của ông. Thì như vậy cái lời của ông Phan Hữu Tùng này nói với cái lời của Hòa Thượng Thiên Hóa nói thì chúng ta kiểm nghiệm, chúng ta thấy là có lý. Ông giữ cái mộ đó. Thế thì tôi khuyên ông lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì ông mới chịu về. Thì tôi mới đem cái linh vị của ông về chùa, rồi tôi làm lễ quy y Tam Bảo cho ông. À, từ đó tới nay thì dẹp cái bàn thờ linh của ông Phan Hữu Tùng và công ty họ làm ăn rất là bình thường. Chúng ta giải mã cái chỗ này cho nó đã thông chứ không thôi người ta còn thắc mắc lắm. Trong kinh Phật thì Phật nói thì cái người chết cái thời gian khoảng 49 ngày thì họ tái tái sanh, khoảng 49 ngày. Thế thì tại sao có những cái trường hợp là mấy trăm năm? Tôi đọc ở trong cái quyển là giữ mãi một tình thương của nhà văn Nguyễn Đình Phúc.
mà cô Năm Nghĩa cho tôi đó. Tức là ở Quảng Bình có cái câu chuyện là ông này chết 600 năm còn. Ở Nghệ An ông này 700 năm còn. Thì như vậy theo cái lời của Phật nói trong kinh thì khoảng 49 ngày tái sanh, thì tại sao những cái trường hợp, những cái phần tâm linh này họ còn mấy trăm năm? Bây giờ chúng ta giải mã cái chỗ này cho nó ra, chứ không thôi chúng ta lấn cấn ở chỗ này. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nói thế này: một nhân không thể thành quả được. Ví dụ như mình có cái hạt xoài, cái hạt mít, thì cái hạt xoài, hạt mít này nó có cái mầm của cây xoài, cây mít. Ai cũng nghĩ rằng nó sẽ lên cây xoài, cây mít hết. Chứ nó không thể lên cây ổi, cây đào được. Cái nhân, cái quả mà. Nhân là cái hạt. Nhưng mà làm sao cho mầm cây xoài nó lên? Làm sao cho nó lên? Chứ cái điều kiện nào làm cho nó lên? Bây giờ quý vị có cái hạt xoài rồi, quý vị lấy giấy, lấy ni lông, quý vị gói lại, quý vị đem vô tủ, quý vị cất, thì chừng nào nó lên? Bởi vì một nhân không thể thành quả được, mà phải nhờ nhiều cái trợ duyên, nhiều cái trợ duyên. Bây giờ quý vị phải đem cái hạt xoài xuống đất. Đó là đem xuống đất. Đất là một trợ duyên, nước là một trợ duyên, ánh sáng là một trợ duyên, đó là nhiệt độ là một trợ duyên, tức là nhiều cái trợ duyên thì cái hạt xoài này nó mới nảy mầm. Chứ không phải một nhân để thành thành quả được, một nhân không thể thành quả được. Vì vậy cho nên các cái thần thức mà họ chưa tái sanh được là vì họ thiếu cái trợ duyên. Cho nên Phật mới thuyết là thí vô giá hội, có cô hồn quanh hồn uổng uổng tử. Chứ nếu không có như vậy Phật thuyết làm cái nghi thức thí vô giá hội làm gì? Mình thí vô giá hội tức là chẩn tế cho ai? Cho các quan hồn, quạnh hồn, cô hồn, uổng tử. Như vậy họ còn đó, họ chưa có đủ cái trợ duyên cho họ tái sanh chưa được. Họ phải bàn bạc ở trong cái thế giới tâm tâm linh này. Mà thế giới này với mình thì gần nhau, mình không thấy họ mà họ thấy mình. Đó nè, mình không biết họ mà họ biết mình. Khi nào họ biểu hiện như vậy đó thì mình mới mới thấy được, mình hiểu được. Họ không biểu hiện mình thấy không được. Mấy trường hợp đó thì nó hiếm lắm, 1.000 người mới có một người đã tiếp được, xúc được với cái phần tâm linh mới hiểu được, còn ngoài ra đa số người ta không hiểu được. Thế thì câu chuyện tiếp theo cũng ở Nghệ An. Cái cô này là phó giám đốc ngân hàng Vietcombank, học ở ngoại quốc về, cô học giỏi lắm. Cô lấy chồng thì chồng của cô bị té xe mất cái khả năng là sinh con, mà bà má chồng thì bà cứ nói cây độc không trái, gái độc không con. Ban đầu bà nói xa, bà nói gần thì cô buồn lắm. Hai vợ chồng thì tâm sự với nhau là mẹ không hiểu cái chuyện đó, mẹ cứ đổ thừa là tại con dâu nó độc ác quá nó không có con. Thì ông chồng mới nói với vợ thế này: thôi bây giờ rồi mình mướn nhà ra ngoài mình ở đi, rồi anh mới thuê người giúp việc. Thì em làm cái chuyện rất là trọng đại mà cái tư tưởng nó không có yên ổn, về mặt tinh thần thì có thể xảy ra những cái việc không tốt. Bà vợ mới nói không được đâu, anh là con một, bây giờ nếu mà em nghe lời anh mà ra ngoài thuê nhà ở đó thì thiên hạ họ đồn, họ nói rằng anh nghe lời vợ bỏ mẹ. Thôi tới đâu tới. Tức là bà vợ không chấp nhận. Rồi cuối cùng họ thì cô bức xúc. Chiều nhân viên về hết, cô trên lầu 5 cô nhảy xuống. Một đống máu đó chết. Thì sau khi họ xét nghiệm rồi họ mới cho đem xác về chôn, thì tối cô đi vòng cái phía sau đó bảo vệ nó thấy. Thì như vậy nó xảy ra một cái việc là cô nhảy lầu cô chết,
là nhân viên ở trong cái ngân hàng đó họ đã hết hồn rồi. Rồi bây giờ nó đồn, nó nói là tối cổ đi mà bảo vệ thấy nữa thì coi như là không ai dám tới đó hết. Ông giám đốc, ông đủ thứ chuyện hết. Thì hôm đó tôi đi Hoằng Pháp ngày đó thì ông mới tâm sự, bây giờ câu chuyện nó như vậy đó. Tôi nói thôi được, để tôi về rồi tuần sau tôi ra. Cái tôi đi Hoằng Pháp mà. Rồi tôi về tuần sau tôi ra. Thì tối hôm đó tôi làm một cái đàn tràng. Ở trên thì để tượng Phật, ở dưới thì để cái hình của cái cô phó giám đốc đó. Rồi hương đèn đồ làm cũng trang nghiêm lắm, là cái hình thức mà. Rồi công nhân viên trong đó thì khoảng 70 người. Tôi thắp hương cho mỗi người một cây. Rồi tôi đi trước, rồi quý vị đi sau tôi đi niệm Phật, đi giáp cái sân ở đằng sau đó. Cái sân nó rộng khoảng chừng 200 mét vuông. Đi niệm Phật, đi niệm được nửa cây nhang. Rồi quý vị ngồi xếp hàng hết. Tôi bắt đầu tôi thuyết linh, cũng an ủi, rồi nói cái nghiệp quả, rồi khuyên cái vong linh đó thức tỉnh, quay về với Phật Pháp, để nương nhờ với cái ánh từ quang của Đức Phật mà được siêu thoát. Đại khái trong cái lời thuyết linh là vậy. Xong rồi tôi mới quy linh, thuyết pháp rồi mới quy y. Vậy xong thì khi tôi về thì khoảng 10 giờ thì ông giám đốc ổng lái xe tới chỗ tôi ở đó. Ổng gõ cửa thì ở trong nhà họ bấm chuông, nhà mới mở ra. Tôi ra thì ổng nói có kết quả rồi sư thầy à. Hỏi chuyện gì? Vậy là sư thầy mới vừa về, anh em vừa dọn cái đàn tràng hết thì cô phó giám đốc cổ nhập chồng cổ mừng lắm. Đại khái vậy. Tôi nói thôi được rồi, như vậy là cái oai linh của Phật Pháp chứ không phải là tôi làm được đâu. Cái oai linh của Phật Pháp, tôi là cái người mà thay mặt Đức Phật để tuyên dương diệu pháp mà cho các cái vong linh đó, đó họ nghe rồi họ quy y Tam Bảo, họ siêu thoát, chứ tôi đâu có tài đức giỏi gì mà cái oai linh của Phật Pháp. Thôi như vậy tức là tốt. Thì ông hỏi tôi còn làm cái gì nữa để cho cái người chết nó mãn nguyện không. Tới bây giờ ông giám đốc bỏ cái bao thơ đi cúng 10 cái chùa ở trong cái địa phương này, mỗi một chùa về để tên họ, rồi cô phó giám đốc đó để pháp danh đó, người ta cầu siêu nó. Vậy thôi được rồi, nhà Phật thì làm vậy thôi chứ không có bài cúng kính đốt vàng mã nhà lầu kho gì cái đó. Trong nhà Phật người ta không có làm cái đó. Thôi thì họ mừng. Như vậy quý vị thấy họ chết rồi đâu phải họ hết đâu. Chuyện ở Quỳnh Lưu, tôi nói cái chuyện này rồi quý vị cũng cẩn thận, nếu ai có cái việc đó cũng nên tránh phạm cái lỗi cửu quyền. Là vì cái gia tộc họ Phan này đó có cái phần đất của ông bà để lại, nhưng mà bốn cậu con trai đó thì bảo bán chia bốn phần, còn trong tộc họ thì đề nghị là năm phần, để một phần cất cái nhà họ thờ ông bà. Bốn ông con trai này không chịu, bởi vì nếu bán cái phần đất đó 1 tỷ mà chia năm thì người có 200 triệu, mà nó 1 tỷ mà chia bốn người thì người được 250 triệu. Cho nên cái lòng tham của họ là họ buộc là bán chia làm tư. Chia xong rồi thì cái ông con trai út đó bán lại cái phần của ông cho cái họ Phan này cất cái nhà từ đường. Như vậy là mình ổng 500 triệu. Chia 250 triệu rồi. Bây giờ ổng bán cái phần của ổng cho họ Phan này cất cái nhà từ đường để thờ cha mẹ. 250 triệu nữa là ổng được 500. Đơn giản vậy đó. 2 năm chết 11 người.
Bởi vì sao? Đất của tổ tiên ông bà đem bán rồi mua lại cất nhà từ đường cho ông bà. 2 năm chết 11 người. Tôi nói như vậy để quý vị lưu ý. Nói đây, của ông bà thì mình nhường cái phần đó, chừa cái phần đó lại để cất cái nhà từ đường thờ ông bà. Đằng này bốn ông con trai đó tham mà chia làm tư, xong rồi cái ông con trai út đó mới đem cái phần của ông đó bán lại cho họ Phan cất cái nhà từ đường. Chết không kịp chôn. Thế thì có một người cháu ở Vũng Tàu. Cô này cổ ra cổ than, cổ nói bây giờ dòng họ của cổ mướn người này ếm, thuê người kia ếm, đủ thứ chuyện hết. Tôi nói đã mình sai rồi, mình con cháu mình làm sai với tổ tiên ông bà, bây giờ còn ác tâm thuê người ta ếm nữa. Mình nói chết nhiều quá sợ nó thuê người ta ếm. Thầy Miên có, thầy Bùa có, đủ thứ. Tôi nói không được, để tôi ra đó tôi mời hết anh em trong tộc họ lại. Tôi nói bây giờ đó, quý vị phải cố gắng sám hối cái tội lỗi này với tổ tiên với ông bà. Chứ còn không á, thì cái việc này không phải đơn giản ngang đó thôi mà còn kéo dài nữa. Tôi lập cái đàn sám hối, tôi chủ lễ cho họ Phan đó, sám hối 21 ngày. Sám hối 21 ngày, mỗi đêm tôi mỗi thuyết pháp. Mỗi đêm có một thời thuyết pháp là hướng dẫn cho họ Phan đó sám hối 21 ngày. Như vậy đó, câu chuyện đến hôm nay là cái họ Phan đó, họ êm, họ không còn được. Phải cộng lực, mình có cái lực của mình, và dòng họ Phan, con cháu của họ Phan cũng phải có một cái niềm tin thì mới làm cái việc đó được. Còn nếu mình làm nhưng mà dòng họ họ không có tin làm không được. Tôi mới nói cho các vị đã biết, quý vị phạm cái lỗi cửu quyền. Đất của tổ tiên ông bà mà không chừa cái phần đất để cất cái nhà từ đường thờ ông bà, mà đem bán rồi mua lại cái phần đất đó 250 triệu cất cái nhà đó, nó xảy ra cái chuyện 2 năm chết 11 người. Tôi mới ra, tôi mới nói thôi thì bây giờ anh em trong họ Phan đừng có bày đặt đi ếm đi đối, đã mình có lỗi với tổ tiên ông bà rồi, mình làm cái chuyện sai trái rồi, mà bây giờ đã còn ác cái tâm nữa, còn đi thuê người này thuê người kia ếm đối. Họ nói họ thấy chết quá, họ sợ quá. Cho nên tại sao cái hồi mà bán đất đó nhiều tiền của họ không thấy sợ, mà bây giờ xảy ra cái chuyện đó sợ. Cứ mỗi đêm sau cái thời sám hối rồi, rồi tôi thuyết pháp một tiếng đồng hồ, mà 21 đêm như vậy để cứu được cái nạn này. Còn ở Quảng Ngãi còn rắc rối dữ nữa. Ở Quảng Ngãi nó xảy ra một cái việc thế này. Con nhà chú đám cưới thì con nhà bác chết. Con nhà bác đám cưới, con nhà chú chết. Cứ như vậy. Tới dòng họ ở trong một cái làng đó mà. Ở trong cái làng đó. Mày cứ bên này chuẩn bị đám cưới thì bên kia chết. Bên kia chuẩn bị đám cưới thì bên này về bên này chết. Như vậy chết 7 người. Mà có một người đó có cái thai ở trong bụng nó thành ra 8 người. Hãy cứ gần đám cưới 5-3 ngày đó, đám cưới thì bên này chết, bên này đám cưới, bên này chết, chết. Hôm đó tôi ra tới đó, họ dẫn tôi xuống cái nghĩa trang sát biển. Tôi thấy chôn một vật hòm không, thấy cũng ớn rồi. Tôi nói thôi cái này thì khó lắm, nó không đơn giản đâu. Bây giờ về cái nhà của cái ông anh cả đó, dẫn tôi về cái nhà ông anh cả đó, rồi quý vị thiết cho cái bàn Phật là một cái bàn linh, rồi viết hết mấy cái hương linh mà họ chết đó đem về hết đây. Tôi mới bạch với Tam Bảo khai kinh. Rồi cũng có đạo tràng cái chùa gần bên đó nữa, đạo hữu họ về đó cũng 50 người nữa.
tụng thời kinh Di Đà. Tôi mới bắt đầu tôi thuyết linh. Thì tôi mới vừa thuyết linh đâu khoảng chừng 15 phút thì họ nhập vô. Nhập vô cái cô này đang học ở Sài Gòn. Cô sinh viên đang học ở Sài Gòn. Cô nói nó đặc biệt lắm. Gia đình không có cho hay, nhưng mà trong tâm của cổ, trong người cổ, cổ thấy nó bức rất, nó khó chịu lắm. Cổ bắt đón xe cổ về liền. Thì cổ về tới Quảng Ngãi đó, thì cổ điện về nhà, thì ở nhà mới nói là ở nhà có lập cái đàn tràng để cầu siêu cho mấy cái vị mà chết đó. Thì cổ về đó, thì tôi vừa đang thuyết linh thì cổ nhập vô. Cổ nhập vô, tôi mới ngừng lại. Tôi hỏi bây giờ các vị cho tôi biết rằng lý do tại sao mà gia đình xảy ra trong cái họ tộc này kỳ cục vậy. Cứ bên con nhà bác đám cưới, cái con nhà chú chết, con nhà chú đám cưới, con nhà bác chết, mà bốn cặp như vậy là sao? Thì cái vòng đó người ta lên ta nói thế này. Cái dòng họ này tức là ở ác lắm. Tức là ngày xưa, ngày trước đó, họ làm nhiều cái điều ác đức. Cho nên cái hậu quả ngày nay đó là họ sanh lên cùng một cái tộc họ này để họ trả cái quả đó. À, như vậy là quý vị thấy rằng trong giáo lý của nhà Phật, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Cái trường hợp mà các cái vong linh này họ cho mình biết đó là cái hậu báo, có nghĩa là trong cái tộc họ này đời trước gây một cái nghiệp ác, cho nên họ mới sanh trở lại cùng một cái tộc họ này để họ trả với nhau. Mà không phải đời này, mà họ tạo nhiều đời, nhiều kiếp đời trước, cho nên bây giờ họ phải sanh ra như thế này, họ trả cái công nghiệp đó họ phải trả. Và cái cô gái họ nói là không phải ngang đó không, mà còn chết nữa, còn chết nữa. Tôi mới nói trời ơi, bao nhiêu đó là cả làng, cả xóm này người ta hết chịu nổi mà còn chết nữa thì làm sao chịu nổi bây giờ, còn có các cách nào? Cái vong đó họ nói rằng bây giờ thì tất cả họ chú, họ bác trong cái dòng họ này nữa, phải thành tâm sám hối. Phải thành tâm sám hối. Tôi nói thôi vậy được, rồi để tôi giúp đỡ cho cái tộc họ này họ thành tâm sám hối để họ tiêu trừ cái nghiệp chướng mà cái hậu báo này đời trước họ gây ra, bây giờ họ phải trả như vậy. Đó. Cho nên có những cái việc tôi nói cho quý vị thấy, con mắt của mình, cái hiểu biết của mình nó cạn cợt lắm. Mình chỉ thấy rằng có cái bức vách, có cái bức màn che lại là mình không thấy rồi. Còn chư Phật và Bồ Tát, tức là Ngài thấy nghiệp quả của chúng sinh trong ba đời. Ngài nói kinh, nói pháp cho mình nghe, mình đâu có chịu nghe. Đó là, mình đâu có chịu nghe. Rồi khi cái quả nó đến rồi thì mình la trời, la đất, mình trách người này, trách người kia. Tại sao mình không trách mình đã trách người đó. Tất cả đều do cái nhân quả nó quyết định hết. Mà cái nhân quả này nó nối tiếp với nhau như cái móc xích, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, không bao giờ rời hết. Nguy hiểm. Một lần nữa tôi đi thuyết linh ở Phan Rang, đường Phan Rang đi lên sông Pha. Cái con sông đó thì tới cái mùa mà nước người ta xả cái đập đó thì chết nhiều lắm. Thì bữa đó trời mưa rất là lớn, mà người ta đi dự cái buổi thuyết pháp đó, tôi nói không còn chỗ nào chứa hết, trên cả ngàn người mà mưa thật là lớn. Quý thầy trong chùa, quý thầy nói bữa nay chắc buổi thuyết pháp mà không có ai đi đâu, mưa lớn quá mà. Cái quạt gió xe tôi mà nó quạt không kịp rồi quý vị, mưa biết sao không. Mà đêm hôm đó cái buổi giảng đó trên 1,000 người.
Tôi cũng bất ngờ quá, tôi cũng nghĩ là mưa gió làm sao người ta đi mà họ đi đông quá. Thì sau khi cái đàn tràng bạc độ đó, họ thỉnh linh, ban kinh sư họ thỉnh linh xong rồi tôi lên tôi thưa thuyết pháp. Nó nhập vô hết. Người thì chết 10 năm, người chết 40 năm, người chết 30 năm, người nghe, nó lên nó nói hết luôn. À, cả chùa đó. Tôi mới nói thôi, mới đây là cái nhân duyên thù thắng mà các vị trầm nịch ở dưới cái dòng sông này từ từ 1143 tới nay biết bao nhiêu lâu không, mà chưa có cái đàn tràng nào bạc độ cho các vị trầm nịch ở dưới cái sông này. Hôm nay quý thầy chư tăng ở địa phương này thương tưởng các vị mà lập cái đàn bạc độ mà thỉnh tôi về đây để thuyết linh. Thì tôi cũng hứa khả về về thì hôm quý vị về quý vị cho biết như vậy thì đây là cũng là một cái nhân duyên đặc biệt. Thôi thầy khuyên các vị, thứ nhất là buông xả những cái gì ở quá khứ, bởi vì Phật dạy xả thì mới hỷ, mình không buông bỏ thì không bao giờ an lạc, không được bao giờ vui vẻ. Thôi các vị buông xả hết những cái gì, cái oán hận, thù nghịch, cái bất như ý, những cái điều gì ở quá khứ đó, thầy khuyên quý vị buông xả hết. Thứ hai nữa là về nghe kinh nghe pháp của Phật, vì giáo pháp của Đức Phật là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Quý vị do cái giận hờn, do cái tật đố, do cái sân si, quý vị cố chấp, cho nên quý vị phải trầm luân, quý vị phải chịu khổ bao nhiêu năm như vậy. Nay nương nhờ cái ánh sáng từ quang của Đức Phật mà các vị được về đây để thính pháp văn kinh, thầy khuyên các vị. Cái thứ ba đó là quý vị cầu vãng sanh cực lạc. Vì Đức Phật A Di Đà ngài có cái đại nguyện là tiếp dẫn chúng sinh, nhất tâm ngài cũng tiếp dẫn mà còn nghiệp ngài cũng cũng tiếp dẫn để đới nghiệp vãng sanh. Quý vị niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, tôi thấy cái điều đó là cái điều mà các vị an lạc nhất. Còn không có ai ở trên cuộc đời này mà có đủ điều kiện, đủ tư cách để mà làm cho các vị được an lạc. Chỉ ánh sáng từ quang của Phật thì quý vị đang cố gắng. Tôi khuyên các vị, bây giờ nếu các vị đồng tâm với tôi, nghe lời tôi khuyên nhủ, thì các vị niệm Phật thử coi. Cả chùa nó chắp tay nó niệm Phật hết. Nam mô A Di Đà Phật, niệm thật là đều, không ai hướng dẫn hết. Tôi chỉ nói vậy không là các vị họ đều họ chắp tay niệm Phật. Để cái bài vị, bởi vì mỗi người là bưng cái bài vị để ở trước 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 ngực vậy nè. À, mỗi một người bưng cái bài vị hết. Tôi vừa nói xong họ để cái bài vị xuống, họ chắp tay đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thật là lớn mà đều không ai hướng dẫn hết. Thưa quý vị thấy. Cho nên tôi nói là có những cái trường hợp mà con mắt chúng ta không thấy. Vì sao? Vì con mắt trong giáo lý nhà Phật có năm con mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, là cái mắt của phàm phu mình là nhục nhãn. Thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là huệ nhãn, là pháp nhãn, cái thứ năm là Phật nhãn. Mà cái thấy của chúng ta đó thì thấy nó có hạn cuộc, chứ không có thông suốt như là các vị A-la-hán có thiên nhãn như Tôn Giả Mục Kiền Liên. Tôn Giả Mục Kiền Liên có thiên nhãn cho nên ngài phóng cái thiên nhãn của ngài, ngài xem trên nhân gian này không thấy mẹ của ngài, ngài phóng cái thiên nhãn nơi A Tỳ địa ngục thấy mấy bà mấy đọa trong ác đạo. Đó là thiên nhãn. Huệ nhãn, trưởng lão tu Bồ Đề có huệ nhãn. Các vị đại Bồ Tát có pháp nhãn, riêng Đức Phật ngài có Phật nhãn. Cái Phật nhãn của ngài là thấy được nghiệp quả của chúng sinh trong ba ba đời.
Còn cái thấy của mình thấy rất là hạn cuộc, hạn hẹp. Cho nên có những trường hợp là chúng ta không thấy, mà sự thật nó đã có mà chúng ta không thấy, chúng ta vội kết luận cái đó không có là chưa đúng. Chưa đúng. Nó có nhưng tại vì mình chưa thấy, mình chưa biết. Và Vũng Tàu nó mới xảy ra cái chuyện này một tuần, không biết bữa nay chôn chưa, tôi chưa biết. Là cái anh này người quốc tịch Pháp về Việt Nam chơi, về anh chê cái nhà đó nó không đủ tiện nghi, nó không thích hợp với cái cuộc sống ở bên Pháp, cho nên anh ra ngoài Vũng Tàu anh thuê khách sạn anh ở. Rồi tối khoảng 9 giờ anh đi ra ngoài đường chơi thì có gặp một cái nhóm thanh niên cũng choi choi 18 19 tuổi, nó rủ anh đi uống rượu. Anh nói không, mai tôi lên máy bay tôi về, tôi giật kiều, tôi không có uống. Rồi hai bên lời qua tiếng lại cũng nói đại khái vậy. Anh nọ mới bỏ đi vô khách sạn, thì đằng sau nó tiếp theo nó đâm anh một nhát lũng phổi, chạy cách 5 thước, máu nó rơi dọc đường vậy rồi chết. Bây giờ thì bên Pháp nó chưa cho chôn, nó đợi giấy tờ sao nó chưa chưa chôn. Thì lúc đó là khoảng 9 giờ thì sau đó người ta đưa cái xác này vô trong bệnh viện. Thì 11 giờ anh báo hết, anh báo từ bên Pháp anh báo về tới bên này. Trước hết là anh về anh báo cho vợ anh, rồi bà con thân bằng quyến thuộc ở dưới huyện Đất Đỏ anh báo hết, là 11 giờ biết anh chết rồi. Thì gia đình họ tức tốc họ ra đó, thì vô trong bệnh viện thì anh đã chết rồi. Sáng hôm 2 thì họ thỉnh tôi xuống đi đi với cái dòng đó. Thì tôi ra ngoài khách sạn đó là một, để tôi rước họ về. Thì về tới nhà thì thấy quý thầy quý cô có mặt ở đó đã tụng kinh Địa Tạng một tuần lễ, gia đình Phật giáo mà. Thì mấy sư cô mấy thầy đều cũng ngồi đó, tôi mới nhắc cái ghế ngay chỗ cái bàn linh á, tôi nhắc nhở hương linh một chút chừng 5 10 phút gì đó, không nhập vô vợ chú liền. Vợ chú đang quỳ đó, vì bà vợ bà hai tin chết rồi, thì tức tốc ở bên Pháp bay về. Thì bữa đó có mặt ở đó thì tôi đang nói chuyện với hương linh đó vài câu đó, phải nhập vô bà vợ liền. Tôi hỏi làm sao, chú mới nói rằng nó rủ con đi uống rượu con không đi, con nói nó mai tôi về Pháp rồi sớm cho nên tôi không thể uống được. Thì nó chửi nó mắng, tôi thấy tôi bực mình của tôi bỏ tôi chạy vô khách sạn, thì nó rượt theo nó đâm chết. Bây giờ thì sao chú, ý của chú thì sao? Chú nói bây giờ chú thương vợ con chú quá. Thì tôi mới giải thích cái thương của người sống là sao. À, rồi bây giờ chú chết rồi, cái phần tâm thức của chú đó như thế nào, chú giải thích cho chú nghe. Rồi chú khóc. Tôi nói một thời gian ngắn này, chú khóc, chú mũi thân chú khóc. Tôi nói bây giờ thầy khuyên chú thế này, cái nghiệp ái nhiễm, trong đạo Phật nói cái nghiệp ái nhiễm là nặng nhất. Chúng sinh chìm đắm ở trong sanh tử luân hồi từ bao nhiêu kiếp cho đến bây giờ cũng do cái nghiệp ái nhiễm. Bây giờ hai con đường, vợ chú và chú hai con đường khác nhau. Bây giờ chú còn về cái mặt tâm linh, chú không còn cái xác thân như là người bình thường, thì cái thương của chú cũng không có nghĩa. Thì bây giờ thầy khuyên chú nên hướng về Tam Bảo, nghe kinh thính pháp, chú lo cái phần tâm linh của chú được siêu thoát. Nếu chú được siêu thoát thì chú về chú ủng hộ gia đình chú phù hộ cho vợ con chú sức khỏe được đầy đủ, làm ăn có tiền có bạc, đời sống được tốt đẹp, cái đó không không có mất mát gì hết. Còn bây giờ chú theo dõi chú thương thì làm khổ cho vợ chú chứ không có ích lợi gì hết. Bởi vì chú về chú
theo vợ chú. À, rồi cái nghiệp ái nhiễm này cứ nó cuốn hút, là nó làm cho cái phần tâm thức của chú si mê, không được sáng suốt, không được bình tĩnh. Thì bây giờ thầy khuyên chú, tốt nhất là chú quay về với Phật Pháp, thầy quy y cho chú. Đó nè, thì chú chịu. Chịu. Tôi nói thôi thì bây giờ chú xây qua. Mấy cái bàn linh mà chú xây qua cái bàn Phật, chỗ mấy thầy, mấy sư cô đang tụng kinh Địa Tạng đây. Thì tôi làm lễ quy y cho chú, tôi truyền ba pháp tăng quy cho chú, tội nghiệp. Chú đó chú lại ba lại. Tôi nói thôi vậy tốt rồi, thôi thầy đi về. Tức là tóm lại thế này. Trong nhà Phật thì cái việc mà gọi hồn, cầu hồn là không đúng chánh pháp. À, tôi nói cái đó là cái điểm đặc biệt đó. Trong nhà Phật mà ai làm cái việc cầu hồn, gọi hồn là không đúng với chánh pháp. Nhưng mà các cái phần tâm linh này họ nhờ mình. Họ nhờ mình. Mình dùng cái đức độ của mình là một, cái giáo lý nhà Phật là hai. Hai cái này trợ duyên để mà giúp cho họ được siêu thoát. Cái đó mà đúng chánh pháp. Còn mình gọi cái hồn này để cho gia đình họ về. Ở ngoài đời thường thường có người chết họ để bắt hồn. Cái đó là ma nó giả hết. Bởi vì sao? Ma quỷ thần nó có bốn thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Nó không tu ngày nào hết mà nó có thần thông. Bởi vì thần thông nó chia làm hai là tu đắc thông và tự đắc thông. Các vị tu chứng quả vị A-la-hớn gọi là tu đắc thông. Còn quỷ thần là tự đắc thông. Nó không có tu mà nó có thần thông. Cho nên gia đình mình đến cái cốt để bắt hồn đó, thì mình thắp nhang, mình giái con mình, bố mình, mẹ mình, vợ chồng mình, thì nó nghe mình vái ai đó, nó về nó giả, nó nói lại y hết. Mình tin rằng người thân của mình về nhập cái xác đó, rồi mình hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thưa quý vị, cái đó hoàn toàn là ma giả hết. Vì vậy trong nhà Phật không chấp nhận điều đó. Về cái mặt tâm linh thì có, cho nên Đức Phật mới nói cái pháp thí vô giá hội, có quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử. Mà các nhà tu hành tức là dùng cái đức độ, cái giới đức của mình để hóa độ, để hóa giải cho. Tôi nói cái nghĩa hóa giải để quý vị thấy. Bây giờ nhà mình có hai anh em, họ đang gay cấn, không biết chuyện gì, đang gay cấn đến cái mức xô xát rồi. Thì bây giờ cái người nào mà vô mà binh cái chuyện đó thì thất bại. Bởi vì mình là cái nhân vật thứ ba mình vào đó, thì cái người A nó họ tưởng đâu mình binh người B. Người B họ cũng nghĩ mình binh người A, cho nên là cái người thứ ba này nhào vô rất là nguy hiểm. Không ai giải tỏa được cái đó hết. Bây giờ ông nội mình, ông ở nhà trên, ông nghe hai anh em cãi vã dưới nhà dưới. Ông chống gậy đi nhẹ nhẹ xuống. Ông nghe cái chuyện gì mà lớn tiếng quá. Mình này con nhà có học, cái gì thì lấy cái lời nói nhỏ nhẹ nói với nhau nghe, làm ồn ào không sợ thiên hạ người ta cười. Như vậy là ông nội không đánh, ông nội không có một cái lời binh A và B, mà cái đức độ của ông hóa giải được cái mâu thuẫn, cái sân si, cái giận hờn của hai người đó. Đó tôi ví dụ ở ngoài đời, tức là cái đức độ của ông nội hóa giải được cái chuyện. Ở trong nhà đạo của chúng ta là các cái vị tu hành giới đức trang nghiêm, bởi vì có hai vị
hộ giáo hộ giới Già Lam. Tức là một thần Già Lam đó thì giữ gìn cái giáo pháp của Đức Phật, một thần Già Lam đó thì hộ trì cho những người giữ giữ giới trang nghiêm. Cho nên các vị tu hành mà giữ giới trang nghiêm thì có các vị thiện thần họ theo họ hộ. Nhờ các vị thiện thần đó là một, cái uy đức của cái người tu hành có giới đức trang nghiêm thì họ mới đem cái đức độ của họ họ hóa giải cho các cái phần tâm linh này, nó mới đúng với chánh chánh pháp. Thế còn ở nhà chùa người tu mà là gọi hồn bắt hồn là cái đó không đúng với chánh pháp. Cho nên những chuyện tôi nói quý vị nghe đó đều là do là cái đức độ của mình cảm hóa, hóa giải những cái việc đó, nó có kết quả là hoàn toàn đúng với chánh pháp. Chứ còn mình gọi cái hồn đó ông lên bà xuống đồng bóng, đó nó không phải là Phật pháp. Tôi xác định cái đó đàng hoàng. Một hôm cái việc này ở Cần Thơ, ở Cần Thơ có một cái chú học sinh 21 tuổi, chú đi chơi với bạn bè rồi chú chèo thuyền, chú đi hái bần chú chơi, rồi chẳng may chú bị chết đuối. Và gia đình thì đi tìm, thuê đò máy chạy lên chạy xuống, chạy tới 36 tiếng đồng hồ thì cái xác nó nổi lên, gia đình mới đem về. Khi mà chính quyền tới, người ta cũng làm pháp y đàng hoàng, ta cho chôn. Khi mà gia đình chôn cái cậu này rồi thì cậu về, cậu mới báo mộng trong gia đình. Cậu nói rằng còn một người nữa, mà cái người này đó là mắc kẹt ở dưới cái rễ cây bần, mắc kẹt vậy đó. Mà hai gia đình đi tìm mà tìm được một người, còn một đứa nó tìm không được. Thì chú này chú về cho mách bảo gia đình là cái thằng bạn nó trôi, lúc mà nó chưa nổi đó, nó trôi, nước nó đẩy nó trôi, nó kẹt ở dưới cái rễ bần ở dưới đó. Gia đình mới thấy vậy linh quá, họ lên họ nhờ tôi xuống vớt hai cái dòng nó lên. Rồi quý vị biết là trời tối khoảng 11 giờ mà gió nó thổi cái sông Hậu Giang đó biết bao nhiêu, không có cách gì mà cái đèn nào mà mình thả xuống đó mà nó cháy được hết. Mình đốt, tôi mới lấy cái chén nhựa đó, tôi đổ tro vô, tôi đổ dầu lửa vô. Tôi nghĩ rằng lấy cái đèn sáp mà mình gắn trong cái miếng mớp mình thả xuống này, nó gió nó thổi tắt liền. Như vậy là 49 cái chén, tôi làm 49, tôi thả xuống, thả cái nào tắt cái đó, thả cái nào tắt cái đó hết. Rồi cuối cùng hết rồi, hai cái nó cháy. Thì tôi ngồi thuyền nó chạy thế này, thì quý vị họ dòm ra sao họ thấy là có hai cái đèn nó cháy. Tôi dòm ra sao tôi nói rồi hai chú đó lên á. Bởi vì 47 cái nó tắt hết thì hai cái này cũng phải tắt đó. Làm sao hai cái này nó cháy được. Như vậy hai cái chén này nó cháy là hai chú đó lên. Tôi nói hai chú đó lên thôi mình về, niệm Phật rồi quý vị Phật tử rồi về hết. Về tới nhà tôi chưa rửa chân, chân tôi còn lắm, tôi chưa rửa chân lên thì nó nhập vô nhà nó nói rồi. Chạy ra nó lại ba lại. Tôi nói thôi giờ thầy quy y cho con nha, thầy về chứ tao đâu ở đây được lâu. Đem hai chú đó vô, bằng Phật đó thầy quy y tới thầy về. Lên liền hai cái chén lên liền. Tôi thấy cái chuyện rất là lạ. Thì trong bao nhiêu người đi chung cái chiếc thuyền đó họ cũng nói rằng khi tu trì chú rồi thì thả cái chén xuống, làm cái đuốc, quẹt cái đuốc thả xuống, vừa xuống tới nước là nó tắt liền. Mà có hai chén nó cháy mà nó cháy nó
mà nó chạy ngược 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 nước chứ không phải là xuôi nước nữa. Thay vì nước nó chảy như thế này thì hai cái chén nó chạy ngược lên, nó chạy, nó theo chiếc ghe này, chiếc ghe tôi đi ngược nước, nó chạy theo thế này, hai cái nó chạy. Tôi nói hai chú lên rồi, thôi thầy trò mình về, đã về. Thế thì ở Hải Phòng, tôi kể chuyện ở Hải Phòng quý vị nghe. Là cái chú này, chú Tây Bắn, chú chết năm 1945, chú 32 tuổi, chú tên là Vũ Xuân Hải. Chú về chú nhập cái cô này ở huyện Lê Chân ở Hải Phòng. Thì gia đình họ vô, họ mới báo, họ thưa với tôi về, tôi nói thôi để tôi ra. Sau dưới Di Đà tôi mới ra. Thì chiều 18 tôi ra sân bay Cát Bi ở Hải Phòng. Thì cái cô đó cổ ra sân bay cổ đón tôi. Mấy bà Phật tử bà nói hắn đó, nó ốp đó. Ở ngoài Bắc ta gọi là ốp, mà trong Nam gọi là nhập. Nên là nó ốp á. Tôi nói thôi về, về đi rồi tính. Về nhà tôi thấy nhà chật quá. Căn nhà có 4 mét rồi, chật lắm. Tôi nói thôi bây giờ tôi kêu cái cô mà nó nhập vô, tôi nói bây giờ con bình tĩnh nha. Cái gì đó để sáng rồi thầy trò mình tính, con đừng có làm gia đình người ta rối hết. Thì nó gật đầu. Thì sáng tôi trở lại, thì tôi nói bây giờ ngày mai đó tối mai đi vớt dông ở chỗ nào con sắp đặt nha. Nó tự động nó đi thuê ghe, nó đi làm đủ thứ chuyện hết, một mình nó làm hết. 10 giờ đi, mà lạnh, tháng 11 lạnh dữ lắm. Cái ông chèo thuyền ông xuống tới đó, cái nó chỉ nhà con chỗ đó đó, sư phụ nhà con chỗ đó. Cái ông chèo thuyền ông nói không có sư thầy là tôi lặn luôn á. Bởi nửa đêm mà nó ma nó chỉ cho nhà cho nó ông sợ quá, thôi lên. Thế là tôi trì chú tôi thả xuống rồi nó cầm cái giấy này nó biên người số 1, người số 2. Từ từ lên ai cũng được lên, nó đừng có chen lấn, nó nói vậy. Tức là mấy người đó lên mà nó biết đừng có chen lấn, nó từ từ lên. Người số 3, người số 4, người số 32 là Vũ Xuân Hải là nó. Nó biết lội cũng chết, nó biết lội cũng chết. Là cái xác đó nó trôi xuống tới cái đoạn sông đó, nó có một cái vịnh. Cho nên là nó quằn quằn chỗ đó nó không đi được. Là dân địa phương nó mới đem cái xác đó lên trên đất liền chôn. Nó ở đó, nó bắt 32 người. 32 chết rồi. Thôi về, dễ thôi về. Sáng tôi nói thôi mua bông trái để tôi quy y cho ba mấy người này tôi về. Sáng tôi quy y cho ba mấy người, chiều nó đưa tôi ra sân bay tôi về. Nó đơn giản rồi. Đại khái có mấy cái chuyện tâm linh kể quý vị nghe. Bây giờ nói chuyện Phật Pháp một chút. Nói chuyện ma không? Tôi đi giảng khắp nơi, chỗ nào tôi cũng nói một cái bài này không bao giờ quên hết, là chúng ta phải tin nhân quả. Bởi vì sao? Người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Cái điều đó, cái điều căn bản. Tôi đọc trong giáo lý của nhà Phật, Phật nói 49, 50 năm, không có bộ kinh nào Phật không nói nhân quả. Bộ kinh nào cũng nói nhân quả hết. Bởi vì cái đời sống của chúng ta đó, nó gắn liền với nhân quả. Hễ mình tạo cái nhân tốt, thì mình phải gặt cái quả tốt. Chứ không có thần thánh, không có thượng đế, không có thần linh nào xen vô hết. Tôi nhớ trong kinh Tam Thế Nhân Quả, tôn giả A Nan thưa Đức Phật thế này, thưa Thế Tôn, lời nói của Thế Tôn, lời dạy của Thế Tôn con không có nghi. Nhưng có một điều con thấy rằng chưa đúng. Tại sao cái người đó họ ác mà họ giàu? Cái người kia họ hiền mà họ nghèo? Thưa Thế Tôn, như vậy có đúng không? Mình thấy rõ ràng.
ở trong cái làng của mình, trong cái địa phương của mình có cái người đó họ ác quá. Thế mà gia đình của họ rất là giàu có, con của họ thi đậu, rồi tiền vô như nước, cuộc sống của họ rất là thoải mái. Như vậy đâu có đúng nhân quả. Còn cái người kia đó hiền, không có mít lòng xóm làng trẻ con, nó không mít lòng. Con chó chạy qua nó con mèo cũng gật đầu, con mèo nó con heo cũng ừ. Thế mà gia đình của họ tai bay họa gởi, nay chuyện này mai chuyện kia như vậy, cái nhân quả đâu? Rõ ràng lắm anh. Thì tôi minh họa cái chỗ này để quý vị thấy có đúng hay không. Bây giờ hai người AB đều là nhà buôn cả. Thì sau khi mãn năm rồi, nghỉ bán để chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền, nghỉ bán, đóng cửa nghỉ bán, cộng sổ, lời được 10.000. Hết chưa? Thì mùng 2, mùng 3 Tết chưa mở cửa, chưa khai trương, chưa bán mà có tiền ăn. Nhưng mà chưa bán là tiền đâu ăn? Là do cái lời của năm cũ đem qua cái năm mới này mới có ăn. Chứ nếu không có cái lời của năm cũ này thì làm đâu có ăn. Bây giờ cái nhà buôn B đó cũng bán rồi, cuối năm cộng sổ lỗ 10.000. Tới chừng đầu năm chưa có khai trương, chưa có mở cửa bán, thế mà đi vay tiền người ta để ăn. Tại sao lại vay? Mắc nợ cái năm trước. Nợ của năm trước nó đem qua. Năm mới mình chưa bán nên sao lỗ? Chưa khai trương làm sao là thiếu? Là thiếu lỗ của năm cũ, đem cái đó qua năm mới, phải đi vay hỏi người ta ăn. Bên kia người ta lời, cho nên đầu năm ta chưa bán mà ta có tiền ta ăn. Nhân quả nó rõ ràng. Nhân quả rõ ràng. Bây giờ ở nhà nông rồi, hai người đều làm nông cả. Nhà nông A thu hoạch lúa đem về nhà đổ một kho để đó. Bây giờ trời mưa xuống, hai vợ chồng không làm đi đánh bạc trời. Không làm gì hết. Không có cài, không cuốc, không có gieo, không cấy. Nhưng mà người ta có cơm ăn là vì lúa ta dự trữ trong nhà rồi, một kho rồi. Còn cái nhà nông B này là không có lúa dự trữ trong kho. Trời mưa xuống, vợ chồng con cái cài cuốc gieo cấy cực lực, thế mà đi mượn gạo người ta ăn. Tại sao? Là vì trong nhà không có lúa dự trữ. Thế bây giờ chúng ta coi cái tương lai nè. Cái hai vợ chồng mà trời mưa xuống rồi để đánh bạc chơi đó, có lúa ăn đó, thì cái mùa sau mới đói. Chứ bây giờ thì chưa đói. Còn cái nhà nông B đó bây giờ làm, nhưng mà thiếu ăn là vì không có lúa dự trữ trong nhà, mùa tới mới có ăn. Nhân quả rõ ràng. Mình suy nghĩ chưa kỹ, cho nên mình thấy dường như là không có đúng nhân quả. Đức Phật trả lời với A Nan thế này nè: cái người làm thiện là mới thiện bây giờ. Đó nè. Còn cái ác ở quá khứ nó thuần thục, nó đã chín mùi rồi thì phải gặt cái quả ác. Mà cái thiện bây giờ thì tương lai họ mới thu hoạch. Đó là nói cái người thiện. Cái người ác là mới ác bây giờ, mà cái thiện đời trước nó đã thuần thục, nó đã chín mùi rồi thì họ hưởng. Cái ác của họ mới làm hiện tại đây thì cái quả tương lai họ mới thu hoạch. Nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả vị lai. Cứ như thế mà nó nối tiếp như cái sợi dây xích không rời. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thường nhắc chúng ta cố gắng làm việc lành.
cố gắng làm việc lành, bỏ việc ác. Vì tại sao? Mình làm việc lành thì mình gặt cái quả lành, mình làm việc ác thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Việc lành thì lành trả, mà việc ác thì ác trả. Chỉ tranh lai tảo, giữ lai trì, nó đến sớm đến muộn mà thôi. Không thể nói nó không đến được. Đó, vì vậy cho nên tôi khuyên tất cả quý vị, làm cái gì thì làm, ta phải nghĩ đến hậu quả của nó. Quý vị về cố gắng đọc cái tác phẩm của Hòa Thượng Thiện Hoa, Bài Học Ngàn Vàng, rồi quý vị sẽ thấy cái hậu, cái nhân quả của nó. Không ai tránh khỏi hết. Cái luật của thế gian, của nhà nước, người ta lách được, nhưng cái luật nhân quả lách không được. Vì nó là cái quy luật, không phải Đức Phật tạo ra, Ngài đặt để, mà Ngài chỉ là cái người khám phá. Cái luật nó có sẵn rồi, nó của vạn hữu vũ trụ xưa nay đó là như vậy rồi. Ngài khám phá ra, rồi Ngài chỉ lại cho mình, mình biết, mình tu tập, để rồi khi cái quả nó đến rồi, mình la trời la đất, mình trách cái này trách cái kia, nhưng mà mình không nghĩ là cái nhân của mình tạo không tốt. Cái nhân mình tạo không tốt thì cái quả nó không tốt. Bây giờ chúng ta thấy rằng cuộc sống của mình, tất cả chung quanh của chúng ta là nhân quả hết. Quý vị đến hôm nay cũng do nhân quả. Tôi đến với quý vị hôm nay cũng do nhân quả. Ngoài nhân quả ra không còn một cái gì khác hơn nữa. Cái giáo lý nhân quả của Đạo Phật rất là đặc biệt. Sang hèn nghèo giàu phải trái thiệt hơn, tức là sắp đặt do cái lý nhân quả này nó an bài hết rồi. Chứ không có số mạng. Đạo Phật không chấp nhận cái số mạng nữa, mà do nhân quả. Như vậy để nói lên cái đạo lý căn bản của Đạo Phật là lý nhân quả. Nói gì thì nói, nhưng mà chúng ta tránh được cái nhân quả thì nhất định là tương lai chúng ta sẽ được tốt đẹp. Mà chúng ta không tin nhân quả thì quý vị làm thử quý vị biết. Không tin quý vị làm thử biết. Nó sẽ trả liền. Ngày xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Trả một giây nhãn. Tôi có cái bà Phật tử, bà có đứa con gái, bà gả lấy chồng rồi cơm không lành canh không ngọt, dẫn về ở với bà có đứa con 7 tuổi. Mà nó đối xử với bà đó, nó tệ thiệt là tệ. Bà đi tụng kinh bữa nào, kinh Pháp Hoa mà phẩm dài đó, nó về nó đóng cửa, bà ngủ với chó ở ngoài. Mẹ con. Cái bữa đó bà đi chợ, bà mua lá chuối về, bà chuẩn bị, bà gói bánh ít đặng đấm đấm dỗ chồng bà. Con gái bà nó qua hàng xóm, nó nói với bà hàng xóm, gì ba, vì coi nó đó, nó mua lá về nó chuẩn bị gói bánh dỗ chồng nữa đó. Vậy quý vị nghĩ sao? Rồi bây giờ đó thì nhà có hai cái hộ khẩu, cái khu nhà đó người ta giải tỏa, cho nên bà được cái nền nhà, con gái bà được cái nền nhà. Cái con gái, con nhỏ mà 7-8 tuổi, nay nó 18-19 tuổi rồi. Bây giờ nó chửi má nó hơn bà ngoại, má nó chửi bà ngoại nó. Tại sao? Bởi vì nó học hai lớp. Nó học của má nó một lớp, nó học ở ngoài xã hội một lớp, nó hơn má nó. Cho nên bây giờ nó chửi má nó hơn má nó chửi bà ngoại nó. Vậy quý vị thấy cái nhân quả chưa? Bây giờ bà già bà đi chùa khỏe lắm, đóng cửa đi, chừng nào về về chứ không ai bỏ ngoài ngủ chó nữa hết. Mà con gái bà nó khóc. Nó khóc. Rồi một bà nữa thì có hai đứa con. Cái thằng lớn đó thì nó phá của, nó xài tiền mà bà sợ nó lắm. Nó đi nó về nó liếc liếc con mắt là bà đưa tiền.
Còn cái thằng Út á, nó làm bảo vệ, đưa tiền hết, không uống cà phê, không hút thuốc, mà gặp đâu chửi đó. Gặp chùa chửi chùa, gặp ngoài chợ chửi ngoài chợ, gặp ngoài đường chửi ngoài trường. Quý vị thấy không? Cái thằng nhỏ nó gặp tôi, nó nói bữa đó tôi đứng trên lầu mới xả giới bác quan trai, cái nách còn cặp cái áo tràng, thằng nhỏ nó đem xe nó chở ba chửi, nó chập leo lên xe về. Quý vị thấy lạ không? Mới xả giới đó vậy ra chửi, mẹ thấy mặt là chửi. Nó hỏi tôi chứ sao mà má con ở không có công bằng thầy, anh con thì phá tiền phá của, má con sợ, còn con đem về hết mà bà chửi, chỗ nào bà cũng chửi được hết đó. Tôi nói công bằng cho mày. Nó trợn con mắt lên, nó nói không công bằng mà tôi nói công bằng. Nó trợn con mắt lên, tôi nói má mày mắc nợ anh mà má mày trả, còn mày mắc nợ mày má mày trả thì công bằng chứ sao không công bằng. Thôi không có hỏi nữa. Thấy nhân quả chưa? Rõ ràng đó. Cho nên tôi nói đi chỗ nào tôi cũng nhắc cái này hết, không có chỗ nào tôi quên cái này hết. Vì tôi sợ nhân quả lắm. Phật có gì đâu mình sợ, Phật là thầy của mình, Bồ Tát là bạn của mình. Mình tu hành với Phật có gì đâu sợ. Yêu cầu sợ nhân quả giùm con. Chứ mà lơ tơ mơ với nhân quả là chết. Tôi nói chắc chắn vậy đó. Để quý vị không tin về lấy giấy ghi vô đây, tôi nói vậy có đúng không? Nhân quả nó giải quyết hết tất cả. Mình không thấy được, cái gì mình không thấy được là vì sao? Là vì con mắt của mình, cái hiểu biết của mình nó thiển cận lắm. Mà cái lời dạy của Đức Thế Tôn, cái thấy của Đức Thế Tôn bao la. Mình phải tin đó chứ. Vì Ngài là bậc thánh của xuất thế gian, không phải là thánh của thế gian, bậc thánh của xuất thế gian. Ngài nói kinh, Ngài nói pháp, vì Ngài đã chứng ngộ được, Ngài có trí huệ bát nhã, Ngài nói đúng như sự thật. Có gì đâu mình nghi ngờ. Mình nghiệp lực nặng quá, ngu si ám độn quá, không chịu nghe. Cho nên mình học mình mới thấy là khi mình ở địa ngục thì Đức Phật muốn cứu mình, nhưng mà nghiệp mình nặng quá cứu không được. Lúc mình làm người thì Phật dùng vô số phương tiện để giáo hóa, mà mình ngu si vô trí không nghe, không nghe. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta phải chịu gì? Cái nhân quả vay trả đây thôi. Sau đây thầy kể.